Hello, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cây mai chiếu thủy mà nó khá là lâu năm rồi các bạn, mình mới sưu tầm được ha. Thì đây là một cây, nói chung là ngày xưa mình không biết chủ cũ người ta chơi sao đó, rồi cái người ta để lâu năm đó các bạn, nó cũng tự nó lên, nó phá nhánh, nó phá dán cây các bạn. Thì mình vô tình mình gặp được thì mình cũng cắt lại hết nè các bạn, cắt ra thành cái cây rút lại hết ha. Có điều thì cái cây này nó lâu năm quá đó các bạn xem rễ nó quấn tùm lum ha, nhìn nó hơi rối mắt. Tuy nhiên thì nó có được những cái đường thân các bạn xem ha, những cái đường thân rất là độc đáo luôn các bạn. Đây các bạn xem cái đường thân của cái cây đi ha, rất là hay luôn. Thì bây giờ mình sẽ đem nó ra mổ xẻ để mà làm sao mình tôn vinh được, mình khoe được cái mấy cái đường co rất là độc đáo này của nó rồi các bạn, cho nó bớt rối rắm cái cây đó các bạn ha. Như cái cọng rễ này thì có lẽ mình sẽ phải xử lý nó nè, để làm sao mà cho nó khoe hết cái đường thân trong đây nè các bạn, xem đường thân này ha. Tại vì nhìn nó quấn vậy đó các bạn, thì cái nó cũng sẽ phân tán cái góc nhìn của mình đó các bạn, thì người ta sẽ không có tập trung vào những cái phần trên của cây ha. Tại vì cái đường này nè nhìn nó hơi bị tức mắt ha. Rồi bây giờ thật sự mà nói để mà cắt tới đâu thì mình cũng không biết ha các bạn. Thì do cái cây đó đã lâu năm trong chậu, nó quấn rễ nó đan xen với nhau rất là nhiều á các bạn, cho nên bây giờ trước mắt mình sẽ xả cái bầu đất này ra đi ha. Mình xả cho nó sạch đất hết đi, xong rồi cái mình rửa, mình xịt rửa cho nó sạch đi ha, rồi mình coi cái rễ nó như thế nào rồi mình mới xử lý nó ha các bạn.
Rồi sau khi mà mình xịt nước mình rửa cho nó trôi sạch đó các bạn, thì các bạn thấy cái bộ rễ cây lâu năm nó khủng khiếp không? Nó chỉ nó không có bò đi xa được, nó chỉ quấn quấn xung quanh cái chậu mà nó thành một cái nồi ha các bạn. Thì để mà xử lý cây này thì cũng không phải dễ dàng gì đâu các bạn, suy nghĩ cũng đau đầu lắm nha. Ví dụ như mình có thể mình lấy cái mặt tiền cũ nè, cây này ha, giờ mình lấy cái mặt tiền cũ của nó là dày đi, thì thật ra nó cũng khá là hay rồi, nó chi cành nó già hết rồi các bạn thấy không đó. Giờ mình nuôi xương xương lại, ví dụ như cành phía trước này mình nuôi ra đây bung bung lại là coi như là nó cũng thành phẩm luôn rồi các bạn. Tuy nhiên có một cái mà đối với cây này mà mình lấy cái mặt tiền này thì nó khó chịu một cái, các bạn thấy gì không, có cái cọng rễ này nó quấn cái vòng giống như một cái gì đó, nhìn là nó hơi bị tức mắt ha. À, chỉ cái cọng rễ này thôi các bạn, cảm thấy nó thứ nhất là nó nhìn nó hơi bị nổi quá, nổi bật quá đó các bạn, mà nó lại không có gì đẹp đúng không. Cái này nó che bớt mấy cái đường dưới đây nè, mấy dưới đây nó khá là đẹp đúng không, dưới đây thì nhưng mà nó che bớt rồi, nhưng mà cắt thì nó cũng hơi tiếc hay ổn đó. Nó cũng gọi là cũng dạng độc lạ, nhưng mà để thì nó nhìn nó hơi bị chướng mắt. Rồi mình có thể phương án thứ hai đó các bạn, thì mình đổi mặt tiền ha, mình lấy cái mặt sau nè, cái mặt ở đây các bạn thấy không, rất là đẹp đúng không, nhưng mà nhìn vẫn là cái cọng này các bạn, cũng cái cọng đó nè, nó phía sau mặt sau nó cũng nó làm mất đi cái riêng tư độc lập của cái thân cây này nè các bạn thấy không, nó dính lại đó, nhìn thấy nó không có cái khoảng hở ra để mình thấy được cái độc lập của cái thân này ha. À, rồi cái này thì cái ngọn phần ngọn đây mình có thể mình uống mình kéo qua là mình đảo cái mặt tiền lại bên đây mình chơi cũng được các bạn. Ở đây lấy cái phong lại ha, thì cái này nhánh này cũng được đi, bây giờ nhánh này có thể bỏ, nếu mà lấy mặt tiền đây nhánh này bỏ này để khoe cái co này ra ha, thì mình có thể mình lấy cái cành phía trước nằm ở trên, rồi cành phong thì mình có thể mình lấy lại phía sau đây nè, giờ bữa nó nhảy ra mình lấy là mình nuôi cũng lẹ thôi. Ở đây thì mặt tiền bên đây á, thì các bạn thấy cái vàng đây á, nguyên cái này nhìn mình thấy nó cũng thuận ha, nó cũng khá là cái nét độc đáo và cổ lão của cây nè. Đồng thời mình khoe được những cái thân nè, các bạn thấy nó gùng, nó rút thân nó gùng lại các bạn thấy không, nhìn nó lên rất là đẹp không? Đó, nó đi từ đây đi qua nhìn rất là độc đáo cái cây, ăn tiền chỗ này các bạn, cái đoạn này ha, nhìn nó rất là hay cây. Đó thì ở đây thì khả năng là mình sẽ cắt bớt cái khúc này, mình bỏ, mình tháo cái này ra, mình làm được một cây nữa các bạn. Thì để mà làm trước mắt á các bạn, mình sẽ giờ mình cố gắng mình tháo dưới đây coi được không nha. Nó nhiều quá, giờ mình sẽ gỡ rối nó ra các bạn, gỡ từng cọng cọng ra chứ giờ biết sao vậy. À, bây giờ mình coi đầu dây mối nhợ thì cọng nào nhỏ quá mà nó chéo quá thì thôi bây giờ mình sẽ bấm bỏ nó bớt, chứ giờ sao mình cũng đâu có còn cách nào đâu. Mình thật ra mình không có thấy được hết cái cây đâu các bạn, mà giờ mình cắt bừa cắt bỏ thì biết đâu mình lại cắt phạm chúng những cái rễ nó đẹp sao, nó ổn cây đó các bạn. Cây này nó lâu năm rồi, cái cây đẹp mình có thể mình làm uống đẹp, chứ mà cái cổ lão của cây lâu năm đó, mình khó tìm đó nha, đó là cái thời gian của cái cây nha. Giờ mình sẽ là gỡ rối từ từ ha, cái này có thể gỡ rối cả ngày á các bạn, bao nhiêu cọng rễ nè.
Nói chung làm bonsai thì có những cái khó quyết định thì mình cứ để từ từ rồi mình lấy thêm ý kiến của các đồng nghiệp, những người có kinh nghiệm hơn thì mình sẽ giải quyết cái cọng này sau các bạn. Cắt thì 30 giây thôi ha. Thì bữa nay mình giải quyết xử lý nó tới đây thôi. Thì mình xử lý cái bầu rễ nữa gọn lại để mình vô cái chậu nhỏ mình chơi thôi, chứ thật ra cái cây này đâu có cần phải cái bầu nó quá lớn như lúc ban đầu đúng không các bạn. Thì cái này để đây đi, có gì thì mình gặp một số anh em khác thì có thể mình sẽ trao đổi thêm. Thì cái cây này các bạn thấy khi mà mình cho nó đổ nghiêng một góc như vậy nó cũng rất là đẹp rồi các bạn. Mình trồng vô chậu ha. Đó rồi bây giờ mình tạm thời như vậy, rồi mình lấy cái chậu mình bỏ nó vô thôi các bạn. Chờ khi nào mà có được cái phương án nào hay thì mình sẽ làm tiếp ha. Lấy ra được như đây rễ nè các bạn. Rồi mình vô cái chậu mình cho nó hơi đổ xuống thì nhìn cái vàng đế ở đây nhìn nó không đã lắm đúng không các bạn, nó hơi cắm xuống nè. Nhìn nó không được được cái vàng thân xương thì nó đẹp nè, nhưng mà cái nó khoe cái gốc thì chưa có đã lắm đúng không. Nãy mình quên ướm thử cái dựng đứng lên nó xem nó làm sao ha. Giờ tối quá rồi. Rồi thôi có gì để chỉnh sửa thì mình tính sau rồi các bạn. Hôm nay mình làm tới đây thôi ha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.